Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTBT. Mở đầu bản tin dự báo thời tiết hôm nay, tin bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông trong thời gian tới. Sẽ có ngay sau đây là tin mưa dông và cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét và gió giật mạnh. Thưa quý vị và các bạn, trong hôm nay và ngày mai, nắng nóng gay gắt sẽ bao trùm trên phạm vi cả nước nhưng bị gián đoạn ở vài nơi. Vẫn có những cơn mưa dông xảy ra ở một số nơi rất lớn. Ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ở khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ lại có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Đến chiều tối và đêm mai, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ lại tiếp tục tăng mưa. Và đến khoảng ngày 16 tháng 7 trở đi, mưa to lại lan rộng hơn. Vì hiện nay, trên vùng biển Nam, biển Đông đang hình thành một vùng áp thấp. Dự báo, trong khoảng 4 đến 5 ngày tới, vùng áp thấp này sẽ di chuyển chậm về phía khu vực Bắc Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Theo như nhận định dự báo, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới nhưng rất khó mạnh lên thành bão. Vùng áp thấp này sẽ gây ra mưa lớn diện rộng cho toàn khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, sau đó kéo mưa lên cho khu vực Trung Trung Bộ trong khoảng 5 ngày tới. Còn ở khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, bắt đầu từ đêm ngày 15 tháng 7 trở đi, dải hội tụ nhiệt đới sẽ hình thành và phát triển trên khu vực này ở độ cao 5.000m, kết hợp với dải áp thấp được hình thành ở khu vực Bắc Biển Đông gây mưa dông cho khu vực miền núi Bắc Bộ. Và đến khoảng ngày 16 tháng 7 trở đi, mưa dông sẽ lan rộng ra toàn khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Bà con cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, sét, lốc, mưa đá và gió giật mạnh, lũ quét, ngập úng cục bộ. Tiếp theo sẽ là bản tin nhận định về áp thấp nhiệt đới và bão hoạt động trên biển Đông trong thời gian tới. Thưa quý vị và các bạn, theo như thông tin mới nhất của chúng tôi vừa thu thập được qua các trang thông tin dự báo khí tượng quốc tế, dự báo chung về hiện tượng La Nina của thời kỳ Enso tiếp tục có xu hướng chuyển dần sang trạng thái trung tính nhưng vẫn nghiêng về pha lạnh đến cuối năm 2021. Theo như dự báo mới nhất cho thấy, trong khoảng từ 7 đến 9 ngày tới sẽ có thêm một vùng áp thấp mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới ở khu vực Bắc Biển Đông. Theo như nhận định của các mô hình dự báo GFS của Mỹ cho thấy, trong khoảng 10 ngày tới sẽ có một cơn bão cực mạnh ở khu vực Tây Thái Bình Dương. Cụ thể qua quan sát thì cơn bão này sẽ hình thành ở khu vực phía đông của Philippines và tạm thời sẽ có hướng di chuyển về phía khu vực Biển Đông. Tuy nhiên, đây chỉ là dự báo sớm, tình hình trong thực tế còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường. Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật những tin này trong những bản tin sắp tới. Và tiếp theo, ngay sau đây sẽ là phần dự báo thời tiết cho các vùng miền trên cả nước. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến tây nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ. Dự báo hạn dày về mưa là từ nay đến ngày 22 tháng 7. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực phía Tây Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, có nơi dưới 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Dự báo hàng dày về mưa, từ nay đến ngày 22 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 16 đến ngày 18 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết phía Đông Bắc Bộ, có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng.
chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nam đến đông nam cấp 2 cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hàng ngày về mưa, từ nay đến ngày 22 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng thời kỳ từ đêm ngày 16 đến ngày 19 tháng 7 có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo hàng ngày về mưa ở khu vực các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế. Từ đêm nay đến ngày 22 tháng 7 có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, phía Bắc có nơi trên 34 độ. Từ đêm nay đến ngày 22 tháng 7, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng. Riêng thời kỳ từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 7, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Sang đến thời tiết khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 31 độ. Từ đêm nay đến ngày 22 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ, có nơi trên 33 độ. Từ đêm nay đến ngày 22 tháng 7, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Riêng chiều tối có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Cuối cùng, bản tin dự báo thời tiết hôm nay là dự báo thời tiết biển. Các vùng biển khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ, Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi không mưa, còn lại các vùng khác lại có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay đến đây đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo.